xin chào các bác, đây là đường vào trong km số 6 Phương Độ nha các bác nhá. Đây nắng xiên rất là đẹp. Đây. Cánh đồng đang đẹp đấy. Ở trong này thì Phúc Bang cũng đã nhiều lần có nhiều clip. Vì trong này thì, nếu các bác đã xem clip của Phúc Bang ấy thì có nhà tài tivi trong này. Một ngôi nhà sàn rất đẹp, to. Nhưng hôm nay thì Phúc Bang sẽ vào km số 6 vì có hẹn với một người em vừa gọi điện để biết Phúc Bang là vừa đi chợ tình chia tay người yêu cũ về, là đồng chí kia cũng bỏ nhà để quyết gặp được Phúc Bang, không gặp không về. Rất kiên quyết, Phúc Bang đã phải lên thẳng đây luôn. Nắng rất đẹp các bác ạ. Một ngôi làng trong km số 6 này thì vẫn còn nguyên sơ nha các bác nhé. Phúc Bang rất thích cái không khí này. À, xin chào Mạng Minh. Chào nhá, đi đâu về đây? Em đi vào trong này tí. Ok. Anh lên có hẹn ở trong làm tí. Wow. Đây các bác, đây là Mạc Minh nhá các bác nhá. Rồi, rất là quen với khán giả rồi. Tối nay anh có anh với nhau. Nhá. Chào. Ok nhá. Chào chào nhá. Vâng. Đây, một người em rất nổi tiếng với dược liệu Mạc Minh. Nổi tiếng nhất Hà Giang. Chào mấy thanh niên đi tắm về à? Trên đây có người không? Ở đây thì đang phát triển du lịch rất là tốt các bác. Các bác có dịp đến Hà Giang thì cố gắng rẽ ghé qua đây. Sau khi lên với cao nguyên đá Đồng Văn. Đây cũng rất là đẹp, vẫn còn hoang sơ, nét đồng quê vẫn còn giữ được. Đấy. Xin chào những diễn viên rất là đẹp. Chào nhá. Rồi, tam ca ba cô gái tày. Xin chào. Đẹp quá. Chào ông ạ. Đấy. Em chào chị. Lấy củi về à chị? Hay là củi về anh. Trời ơi. Không để ý. Xin chào tài TV. Đấy. Sau khi đã từ hôm chào em nhé. Khỏe chưa? Đang dọn áo tí anh. Đây à? Đẹp quá nhỉ? Vét rác lên. Đấy. Hôm nay vừa thả nước. Rất là chăm chỉ. Một chân dung người lao động. Hôm nay chỉ làm được việc nhẹ thôi. Sau khi đã quay trở lại và đã có rất nhiều clip hay rồi với dàn diễn viên điện tử đẹp quá. Đây là không gian của nhà hàng của Tài. Vừa nhà lên thấy Ado đang ở đây mà đúng không? Vâng, vừa vào trong này. Đẹp quá nhỉ. Đẹp đấy. Sắp bao giờ khai trương? Chưa biết được đâu anh ạ. Nói chung chắc còn 3-4 tháng nữa. Tìm ngày đẹp à? Không, cái này còn nhiều cái chưa ấy xong đâu. Sao không để túi lên nó ướt đấy? Vâng, không sao đâu. Cố gắng nhặt cái này lên. Chỗ này là cá bỗng nhỉ? Vâng. Du khách có thể ngồi trên kia thưởng thức và xem cá bỗng nhá, các bác nhá. Nó cái ao này với ao kia nó có xiên nhau không à Thái? Có mà. Đây à? Hay quá nhỉ. Cháu chào bà. Quý vị và các bạn thấy không, ngôi nhà dàn hàng hoàn toàn bọc được bằng gỗ nứa. Rất đẹp. Này, không gian này là đẹp nhất, có thể nói là đẹp nhất ở đây rồi.
với sức chứa có thể lên đến hàng nghìn khách đến thưởng thức ẩm thực đồng quê trên này. Đấy, lên đang lên sân khác đây. Cứ làm đi nhá, cứ làm. Lát nữa anh xuống. Ok, ok. Cứ làm đi. Rồi. Anh lên thác thì nhá. Dạ vâng. Ok. Chia tay tài TV sẽ lên thác số 6. Hẹn gặp và đã quý vị và bạn đã nhìn thấy rồi. Và đã biết rồi, đó là Ado, một người em của Phúc Ba. Đấy. Hỏng hết đấy rồi, hết rau rồi. Rau muống cạn nước rồi, nó vào nó bới hết rồi. Lát nữa chủ về thì lại bắt hết. Đấy, đây là đường vào km số 6 các bác nhá. Ở đây thì rất nhiều du khách và trong nước và nước ngoài đến đây để thưởng thức cái không khí trong lành. Và có ở đây có một cái suối đây, rất là đẹp. Nằm im á? Nằm im có mỗi mười mấy ngày rồi. Đây, rất nhiều hòn đá cuội to khủng khiếp, không biết lăn từ đâu về mà nhiều thế. Rồi, nước cạn chứ còn nếu mà muốn mùa một hai tháng nữa thôi là chỗ này là các bác thấy đây sẽ là ngập lên đến tít trên kia chứ không cạn thế này đâu. Ở những cái vùng như thế này thì cũng rất là nguy hiểm nếu mà lũ cục bộ. Những hòn đá quậy này rất là to. Không biết ở đâu, không biết nữa. Rất nhiều du khách đến đây, chúng ta có thể thấy là cái không gian của ở đây rất là mát và trong lành. Ở đây thì cũng là trường quay rất nhiều của các YouTuber. Gà thả bộ đây anh ạ. Chương trình vẫn lão. Và xin chào người anh em. Xin chào Trung Hiếu Hà Giang. Được tin là Ado sang đây thì Phúc Bang đã lột quần áo từ chợ tình gặp em Ado. Xin chào Ado. Xin chào anh. Xin chào. Súng to quá nhỉ? Ui, nặng lắm anh ạ. Em nặng mệt gần chết đây. Vừa đẹp trai súng lại to nữa thì nếu đi chợ tình thì là bị bắt đấy. Vừa to vừa dài. À, dần. À đây. Đây chim sắt đấy. Đâu? Ồ, ok ok, đây. Đi cho em sắt luôn nhá. Rồi. Xin chào các người đẹp. À, xin chào nha. Ado đây đúng không? Đúng không? Đi cùng Ado à? Vâng ạ. À. Cháu lên đây chơi rồi à, gặp anh đấy rồi. À thế à? Ado đẹp trai không? Có ạ, nhưng mà tiếc là anh ấy có vợ rồi. Có vợ thì ở đây có đâu? Có vợ đâu? Hiện tại làm gì đã có vợ? Nhưng mà ở nhà thì có. Ở nhà thì có, ở đây làm gì có? Rồi, đây là fan hâm mộ của Ado, biết Ado đến đến quay Canada thì đã đến mua vé và xem. Sao lại quay Canada là nhỉ? À, quay tay. Đấy. Non
À, bền với cái không gian. Hôm vừa rồi thì cách đây một ngày thôi thì VTV Ban Văn Nghệ Đài Truyền hình Việt Nam cũng đã ghi hình tại đây. Và Ado cũng đã chọn bối cảnh này. Có thể nói là súng của Ado còn khỏe hơn súng của VTV nữa nhá. Các anh, cái này thì chạy đi chạy lại được, không đứng yên một chỗ đâu. Vào đây. À, và đây là còn đây là đạn anh ạ. Mẩy Thúy. Đặc sản vùng cao. À, đây là cái alo nghe được của Ado. À, đây. Đấy. À, có thể nói là hôm nay là Ado đã dùng cái thiết bị tối tân nhất để đến với ba cô gái. Ba cô gái này thì có niềm đam mê, niềm đam mê về đàn tính. Nhìn cái đàn tính thôi là biết là đã hoành tráng như thế nào rồi. Đây là câu lạc bộ then Phương Độ. Đàn tính Hà Giang nhỉ? Vâng. Và đang nổi. Và sắp tới có thể nói là sẽ lưu diễn toàn quốc và thậm chí là xuất ngoại, xuất khẩu. Và lúc đó thì Ado và Vân hay Phúc Bàng rất khó gặp. Lúc đấy là anh em mình có thể là mời các chị rất là khó. Đúng rồi, không thể gặp được đâu. Bây giờ Ado đã phải quay ở Lào Cai. Đã phải đặt lịch ba cô gái này bởi vì suýt nữa là không gặp được, vì một vài hôm nữa là các cô gái này sẽ đi Thành phố Hồ Chí Minh để lưu diễn rồi. Lịch kín đét luôn. Dày đặc anh ạ. Dày đặc. Thôi, cố gắng. Trông như là ngược xạ tối đấy. Đấy. Vẫn cả dùng là bánh này nữa không à? Đâu ơi. Em kia dùng mic này, dùng mic này, đúng là thu âm không phải ổn mà là. Đấy. Bây giờ đặt mic này kia thì nó sẽ ok hơn. Ok. Thế quay về đây đã. Rồi, xin mời. Xin chào mọi người nhé. Hôm nay Trung Hiếu Hà Giang cùng với lại anh Phúc Bang và Ado TV có lên thác số 6. Thì hiện tại là các chị đang chuẩn bị cho một cái chương trình rất đặc biệt. Đặc biệt. Đấy. Như thế nào, giới thiệu đi. Các chị này thì là có niềm đam mê với đàn tính hát then. Thì đặc biệt ở Hà Giang thì nói hơi sâu xa một tí là bây giờ là thế hệ trẻ này đang dần mai một về cái vấn đề là về hát then đàn tính. Hát then đàn tính. Đấy, để mà lưu giữ được hát then hay đàn tính này thì bây giờ là phải có những người có tâm huyết như các chị. Vâng, và bây giờ thì chúng ta có thể dừng lại cái lời giới thiệu. Ơ, cái alo kìa. Đấy. Alo này bắt xa lắm. Cái này với lại của VTV giống nhau không anh? Không, VTV thì cái to quá. Cái này thì nhỏ nhưng mà nó có võ. Tiện. Đúng không? Hiện tại thì cái này thì Phúc Bang cũng có. Cái này thì hôm nọ Trung Hiếu Hà Giang cũng được trải nghiệm rồi. Ừ. Đấy. Thì thu âm khá là tốt, khá là xa. À. Đấy, Trung Hiếu thì xe điện Trung Hiếu xin tài trợ chương trình này. Đấy. Trung Hiếu là anh trai kết nghĩa xa với Ado. Đấy, có tình cảm đặc biệt. Nam giới. Còn đây thì có thể nói là hậu trường nhá. Đấy, để có một cái shot đẹp thì các bác thấy là Ado rất sáng tạo. Giữ cái đấy không? Tí cái đấy đổ là hỏng ấy. Đấy. Là về okay, coi như là là phải mất tấn thóc rồi. Nếu mà đổ không được phép đổ. Đấy. Xin giới thiệu qua một chút. Đó. Xin chào mọi người. Xin chào. Đây đàn chính. Xin chào mọi người. Xin chào. Rồi. Rất tuyệt vời, cũng có các bạn cũng có dự án nhưng mà Ado lại nhanh hơn từ Lào Cai sang đây. Đây là cái club hậu trường. Các bạn sẽ thể hiện một cách rất là nhanh. Có gì tiết tấu hơi nhanh thì các bác thông cảm. Không cần. Đó. Em bảo này. Đấu chân. Em mất tập trung quá. Cứ quay đi. Hậu trường thôi mà. Hay là đặt lên ghế này được. Ghế này ngồi tùy đạo diễn, phải nghe đạo diễn nha. Ado là một đạo diễn trẻ, tài năng. Chắc chắn sẽ clip của với và lọt vào bàn tay của Ado thì ba cô gái này sẽ càng sẽ nổi lênh bềnh. Nổi. Anh Phúc. Thu âm đây, em thu âm vào đây. Ok.
Và bây giờ chúng ta cùng đến với tiết mục. Từ từ đã. À, đã bắt đầu. Tôi gọi chị thêm. Đồ quay rất là nghệ thuật. Phải nói là một đạo diễn trẻ tài năng. Thế hệ 2X. Em 9X ấy. À. Em phối 9X ấy. Đấy. Đầu 9X ấy. Đấy. Ở giữa em đâu. Đấy, em ở giữa mà. Ừ. Còn Vân cũng là thế hệ 9X. Em đầu 9. À nè. Nếu mà so với mấy cây đầu 9 là hơi to đấy. Ừ. Tính ok không? Được khó khó. Sao không có tai phone à? Đắp cái này không có cổng ra. À đẹp. Mình làm được mấy cái shot. Ôi anh cho em một cái shot. Rồi. Ok nhất tí. Đây em quay không? Quay. Đây nha. Em không quay. Đúng.
cái đô gửi cho em mà. Không sao, lo gì. Đây này, chim sắt đây này. Cứ tập trung. Thật ra thì anh Phúc, anh có cảm tưởng gì khi lên đến cái thác số 6 có view đẹp nhất thành phố Hà Giang anh? Thật ra thì chỗ này còn hoang sơ, rất nhiều đạo diễn chuyên và không chuyên đều chọn km số 6 này để thác số 6 này để làm nghệ thuật. Vừa rồi thì Ado cũng đã chọn từ bay từ Nội Bài lên đây để quay gấp vì mấy cô gái thì sắp đi lưu diễn đúng không ạ? Thì chỗ này là đẹp rồi, vẫn còn hoang sơ, vẫn còn có tây có ta. Đây đàn trâu kìa, đàn trâu ui đẹp quá, caramel cho đàn trâu đi. Ui rồi tiến rất lại gần và bà con đang chăm lên đây. Vâng, ok anh. Mọi người ạ, đến với Hà Giang thì mọi người có thể đến thác km số 6. Ở đây thì có một cái bãi cỏ rất là đẹp, phù hợp cho những người đi camping cuối tuần. Đây thì có một view rất thơ mộng. Ở đây thì có những cái đàn trâu và mọi người đi chăn trâu rất là nhiều. Đấy, và Ado đang đi hỏi thăm các cô, các dì chăn trâu. Đây mọi người có thể thấy này, khách du lịch đến với nơi đây rất là đông. Có cả những du khách nước ngoài người ta đến đây. Bởi vì để mà nói thì ở đây view rất là đẹp. Còn đây là chim sắt Phúc Bang. Đây những vị khách nước ngoài đến đây rất là đông mọi người ạ. Xin chào tất cả quý vị và các bác. Hiện tại thì cái km số 6 này đang rất là đông du khách và bà con đến thả trâu đây. Một cái khung cảnh đồng quê rất là đẹp. Nếu mà các bác có điều kiện lên Hà Giang thì nhờ ghé qua cái khu vực này nhá, đẹp lắm. Nó còn giữ được cái nét hoang sơ của một đồng quê. Phải không Châu? Đấy, ngắm trâu ngắm cỏ. Đấy, ai bảo chăn trâu là khổ. Đó. Tuyệt vời. Phải đến hàng chục con trâu. Và người cũng đông không kém. Du khách đến đây các bác thấy không? Đấy, cả tây và cả ta luôn. Rồi giao lưu một chút nhé. Đấy. Đấy, đang chụp ảnh. Hello. Xin chào. Đấy, chúng ta cùng xem với cô gái nó chụp ảnh trâu này. Đấy, vừa tắm xong. Đấy, chúng ta cùng xem. Đấy, đây cặp view. Cô gái rất là thích chụp ảnh đồng quê. Rất đông. Đấy. Họ
hầu như là rất thích cái phong cảnh này thì phải. Xin chào. Đồ quê. Hầu như rất là thích. Đấy, thằng sâu đã về. Ui ui ui. Cái lá gì đấy bà? À, lấy về cho thỏ à? Cái lá này thỏ ăn à? Thỏ ăn mà. À thế ạ, và làm mát luôn. If JPC is injured, well, if it's injured, you can use tiny little suturing. Yeah, tiny ones. You put them in for the maintenance. I don't want to use one. I don't know the JPC back in place. But if you look at the JPC, số khách này là không biết đến từ đâu mà họ đang nói chuyện với nhau. Họ cũng không quen biết nhau đâu, đến đây họ mới nói chuyện với nhau. Còn nhìn anh này thì giống ngoại trưởng hơn. Handsome. Dạ. Quay ạ. Dạ. Vâng ạ. Cô đến từ đâu ạ cô? Cháu chào cô. Cô đến từ đâu ạ? Dạ. Cứ tưởng là người Việt nhưng mà hóa ra là người Việt Kiều. Đây là... Xin chào. Đấy, đang tạo chen. Chào chị. Có đẹp không chị? À đây rồi. Vâng. Các anh chị là đến từ đâu ạ? Bệnh viện Việt Đức ạ. À, bệnh viện Đức, Hà Nội. Câu lạc bộ Sala. À Sala. Đi vùng cao về chưa các chị? Đi. Đi vùng cao chưa? Chưa. À. Ai đang quay đây đây. Đi. Team của mình. Vâng. Sáng mai. Anh là ở khu này à? Vâng. Khu này đúng không? Không, cũng ở trong thành phố thôi. Cũng ra chơi thôi. À, thấy đẹp quá. Tức là cảnh ở đây đẹp đúng không? Cảnh đẹp, người cũng đẹp. À, quan trọng là người cũng rất là đẹp. Thì là B quá. B là gì ông B đây? Đây là đây là những bác sĩ đến từ bệnh viện Việt Đức. Tất cả mọi thứ rất là đẹp, đúng không? Nhưng mà mình phải diễn mới rất là nó khó tính đấy. Nhưng mà tính với chính mình mới dễ tính. Rất là sáng tạo. Lại nhé, quay lại nhé, quay lại nhé. Đến phần em nó sẽ là hỏi cái gì sao? Ở nốt em, nốt em, quay nốt video nhá. Hà thấp xuống nhá. Đây, sáng tạo. Đấy nhá. Đây là cái chỗ câu lạc bộ Sala đúng không? Sala. Đấy cái kiểu như sẽ nhẹt đâu. Như đi bình thường. Đây, giống mẫu lắm. Cô đẹp quá. Đây là cắt sau. Đến là sao? Thế mai là các anh chị mới lên vùng cao đúng không ạ? Em chưa kìa. Chúng ta cùng giao lưu với nhau á. Tắm đi rồi em. Mát không? Mát anh ạ. Đi tắm đi à em.
À, một nhóm, chào nhé. Con trâu nghe nghéo nghe, có thấy mình ở trong này không? Sợ. Mẹ nó đây này, húc đấy. Đấy, nó sắp đuổi. Chạy thôi. Một không gian yên bình. Rồi, Phúc Bang xin tạm dừng clip của mình tại đây nhé. Xin phép được gặp lại quý vị và các bác trong các clip tiếp theo của Phúc Bang. Xin chào.